chào các bạn nha. Thì hôm nay mình cũng đã tới tới ngày để mua mấy cái phần quà của chị Hương ở bên nước ngoài gửi cho bác Tám và bác Sáu hàng tháng. Bây giờ mình lại tiệm để mua gạo và ba cái đồ lặt vặt cho họ nha. Bây giờ các bạn xem tới video nha. Đây thì hôm nay là lần thứ ba các bạn. Thì quà đợt hổm thì mình mua chia làm 4 phần là mỗi tháng 1 phần, thì bữa hổm lấy hết 2 phần, giờ phần thứ 3 còn thêm 1 phần nữa, và còn thêm một đợt 4 phần quà nữa, là chia làm 4 tháng nữa, tổng cộng còn tháng này nữa là còn 5 tháng các bạn. Hy vọng có số gạo và những cái đồ gia dụng, những cái mà đồ nêm nếm này kia đó, gia vị đó, để cho bác Sáu và gia đình của bác Tám trang trải qua ngày. Hàng tháng được 20 kg gạo các bạn, với thêm mấy cái đồ nước tương, nước mắm, bột ngọt, đồ ăn gì đó. Này chút xíu mình sẽ đi trao và cho các bạn xem như thế nào nha. Đây là phần gạo 20 kg các bạn. Chút xíu mình sẽ trao cho bên bác Sáu, bác Tám trước. Chút xíu mình quay về mình mới trao lại cái phần còn lại cho bên bác Sáu. Đây là lần thứ 3 nha các bạn, lần thứ 3. Rồi mỗi một tháng đi trao một lần như thế này ha. Thì các bạn, những người đã thường coi clip thì cũng đã biết, thì bác Sáu và bác Tám hai gia đình thì nói chung là già neo đơn, không có sức để làm ra tiền gì nữa hết, chủ yếu là nhờ những cái phần quà của bà con gần xa giúp đỡ như thế này thôi. À, vậy là còn tháng nha. Còn tháng nữa. Một lần hai phần. Phải không? Ừ. Rồi. Đây bây giờ phần quà đã xong các bạn. Bây giờ mình sẽ lên được nhà bác Tám trước các bạn. Hai chào các bạn nha. Bây giờ mình đã đến được đường nhà bác Tám, bây giờ hết thấy đường vô luôn rồi. Đây sao ta múc cái gì ở đây không biết. Chó lông ở trên. Đường sao vô được đây. Không có thấy cái đường đi sập hồng mà gạo không. Có bà Tám nhà không vậy? Bà nhà ở đây mình vô đường nào vậy chế? Đi đường nào, đi đường đất này luôn là đi đường dưới. Lại đường dưới đi ha. Là có để lội qua không thấy đường đi sao đi lỡ đi. Đây giờ bỏ dép. Giờ mình tha từ món vô các bạn ơi, đi có một mình này tay chân giác độn lum chân các bạn ơi. Đây mình chơi cái này trước ha. Không có thấy đường đi. Mưa lũ quá trời các bạn ơi, nhà bác Tám chắc cũng ngập. Ok. Chờ con. Là ăn chó giùm. Hả? Đây chắc là đây sâu quá ta. Đây lúng dữ vậy. Chế sách giùm em cái bọc này, em vác cái bao gạo vô. Đó đi. Ở đó đi bác Tám ơi. Ở đó đi. Ở đó đi con qua. Đó bác Tám này nè các bạn. Ở đó đi con qua. Để con xách đồ qua cho. Giờ tiếp tục xách. Tiếp tục vác bao gạo, mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Bác Trịnh nước mắm muối hôm qua nè, có muối ăn đâu. Hai, chào các bạn nha. Giờ mình đã được đến nhà của bác Tám rồi. Đây, cái đường đi vô nhà bác Tám cỡ này nè các bạn. Rồi đi. Mùa này thì bác Tám chắc có lẽ là ít vô ra. Nước ngập ở đây khủng hoảng. Tám ơi. Ừ. Bán mấy con chó rồi thấy khỏe không? Ừ.
Trời ơi, thấy mèo. Ê, cái con chó nó khôn. Đây nhà bác Tám này các bạn ơi, quá trời quá đất rồi. Ngập lên trong từ ngàn trước tới. Dạ. Đây à. Dạ. Tại vì lúc trước nói chung là người ta cũng cho tiền mà dạng như biết sao không? Lúc trước ta cho tiền nhưng mà cất nhà thì được rồi, nhưng mà nói cất nhà rồi tiền đâu ăn xài. Mày nói với mấy người ấy giùm đi cho bà có bộ giạc đi. Ừ. Bà không có chỗ ăn ở rồi đem bà giặt chắc lên đó rồi một lỗ cho bá lửa dưới đó đó rồi chắc lên vậy đó. Vậy hả? Rồi bà không có nằm bà cắn lưng bà gơn đêm hôm. Ờ. Cắn dài bà gơn tội nghiệp. Giờ cho bà cái chẩm cũng được. Ừ, nhà bác Tám bây giờ quá trời luôn các bạn ơi. Rồi bánh trơn luôn, cái chẩm bi bằng sắt nó mau lắm. Dạ. Quá trời nhà bác Tám rồi, nói chung là dọn đồ của bác Tám không cũng mệt luôn. Cái này là phải có người kêu bằng là trợ cấp hàng tháng rồi, nói chung là ai mà tình nguyện trợ cấp hàng tháng rồi, nói chung là tại vì cũng có người cho gạo cho đồ rồi, chỉ có còn là cho đồ ăn với tiền thuốc thôi. Cái nhà thì nói chung phải có người đứng ra giống như có tiền cắt lại luôn thì nó nói chung chỉ cầu may mới sạch sẽ thôi. Chứ bây giờ mà tại lúc trước người ta cho cũng mấy chục đó, không ít đâu, hai mấy ba chục triệu đó. Nhưng mà có một cái thì mỗi một tháng thì cho bác Tám tiền để ăn xài rồi. Chứ bây giờ kêu bác Tám kéo cái ghe lên không vớt chè chai rồi lấy gì sống. Rồi cho tiền cắt nhà cắt cái hết rồi sao. Đợt trước thì cũng chỉ sửa nhà lại thôi, đi dọn dẹp thôi chứ đâu có cắt được. Cắt rồi hết cái tiền đó, đó cũng cho tiền bác Tám hàng tháng cũng năm mấy hai năm chứ đâu có ít đâu. Còn đồ này dạ. Cái nước cạn con rồi tôi dân bắt tôi dựa hết trơn rồi. Dạ. Chống nhà rồi. Bây giờ mà tao yêu cầu á, bây giờ mày xin cái chẩm cho bả được rồi, nghiệp bả đó bả gên hoài. Ừ. Hôm bả gên tôi nói anh Vĩnh anh gọi đèn coi bả gên vậy. Nó cắn cái lưng bả nó ngủ không được. Đó. Nó cắn cái lưng bả đau lưng bả không cả ngày nhà được. Nó đỏ lồm gần như là nước ăn á. Dạ. Rồi nó nhức. Trời ơi, vậy đó rồi sao mà chịu nổi. Rồi cái gân nhượng đầu gối cái hàng đi qua đó. Dạ. Nó nhức luôn rồi, nó dịch cong luôn. Bên một giờ bắn một giờ ốm còn mà lên thằng cháu đó luôn. Còn cái chiếc gì. Ở đây 11 bác Tám đừng có nuôi chó với mèo nhiều. À, nuôi cái nó hôi rồi nó lông nó bay nó dễ bệnh lắm. Nuôi chơi với ta mà. Cho nó sao chứ thôi cho anh trước đây. Cho nó ăn sao. Rồi sáng giờ mua đồ ăn gì chưa bác Tám? Chưa, sắp giờ chưa mua. Sáng giờ đường ngõ mà té cũng chết. Trong đây nấu cái gì vậy bác Tám? À, nấu cơm với hầm cá lại. Đây bác Tám nấu cơm trong ngày gì nữa các bạn. Ừ. Lốt rồi bật cái gạch đó rồi. Nấu đồ ăn trong đây bà gì ton đâu có chịu nổi đâu. Đều có chỗ rồi, bà tính đợi trái bên đó mà ống mưa ngập rồi chưa làm. Cái nhà mình lo chưa xong nổi nên sao lo được cái trái đi ra ngoài. Nó ngập cái chân lo, lo được cái nhà, lo cái nhà trước thôi. Ở nhà cửa bà cho thấy rồi. Chị làm cái trái đó là nó côn dọn cái này mà, rồi cũng đem dứt luôn. Cái này mà phải ai mà chịu giúp mà cất nhà được á. Cái mình xây cái bếp á, xây bếp có ống khói á thì nó không có bị gì hết trơn. Có ống khói mông mình trển á. Cái này nói chung thì mấy con thì giúp bác Tám thì ngoài cái khả năng nó nhiều nó thôi. Thì đợt trước thì con cũng giúp cho bác Tám cũng năm mấy rồi. Năm mấy là để tiền trang trải thôi chứ thật sự chứ nói bây giờ kêu bác Tám, ai cũng kêu bác Tám kéo xuồng lên không còn cái công việc lụm ve chai, vớt ve chai dưới sông như thế này nữa thì bác Tám đâu có tiền ăn đâu. Rồi bây giờ cắt cái nhà rồi thì không có tiền ăn thì cũng vậy à. Cho nên là lúc trước là con lấy tiền mỗi tháng cho bác Tám đâu có triệu mấy, triệu rưỡi. Một tháng nào phải cho một triệu rưỡi. Tiền thuốc men rồi tiền này tiền kia. Dạ. Rồi không có đi vớt bọt mũ gì người ta cho thêm. Dạ. Chứ không có là gì chứ. Thì bữa nay thì cũng như hàng tháng thì có chị Hương Giang bên Mỹ cũng giúp đỡ cho bác Tám bên đây. Rồi bác Sáu bên kia thì mỗi hộ là được 20 kg gạo với và cái nước bấm, nước tương, bột ngọt ở đây các bạn, đồ ăn. Đó. Thì chỉ được như thế này thôi. Còn là đồ ăn nữa là rồi. Bởi vì nhiều lúc cũng khó khăn, thấy khó khăn giúp đỡ con giúp bác Tám rồi. Từ bác Tám thấy không, cỡ gần 2 năm nay mà cũng chưa có được cái gì. Nhiều cái thấy cũng bác Tám tội nghiệp các bạn nhìn nhà cửa như thế này. Có quá sống của mình ơi, cơm nước già cả. 80 mấy tuổi rồi các bạn ơi. Rồi giờ
cái này phải ai mà lo được, đến nơi đến chốn mà lo được căn nhà, xong rồi có cái dàn bếp rồi bác Tám muốn nấu nướng gì đó nó không bị khói đen nha. Đó. Rồi phải có một người chu cấp tiền hàng tháng, cũng như ở đây có chị Hương Giang thì cho cái này rồi. À, bác Tám cũng lớn tuổi rồi, con cũng không biết lo được bao lâu nữa. To này á dột hết trơn rồi. Nó lủng. Tại ba cái khói ở trong mà nó tôm lên thì nó không có chịu nổi đâu. Cái này đợt hổm là thay bếp xuống dưới rồi. Đợt hổm là mấy con thay hết trơn cái dàn trong này luôn mà bằng chắc hết trơn luôn rồi. Cũng bây giờ là nó xét banh hết rồi nè. Nó dột tôm dột hết trơn. Xét banh hết rồi, chịu không nổi. Vì tôm này là đó là tôm lạnh, tôm dày đó, không phải tôm mềm mềm đâu, đứng không thụng đó. Vì mà cái trái đặt dài cái mấy cái nhà trơn nó có dọc ra ngoài. Rồi cái tôm này nè lột lại á thì êm à. Nói chung thì đâu đó thì cũng có nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà đôi lúc mà con thấy có nhiều hoàn cảnh thấy cũng bình thường, mà người ta giúp lần mấy trăm triệu cả tỷ bạc, mà còn mấy cái hoàn cảnh như bác Tám mà đôi lúc con nhìn thấy là thấy cũng tội nghiệp bác Tám, không có nhiều lúc giúp không được tới đâu rồi thấy cũng nhà cháu cho gì cũng đỡ phần nào chết đói rồi. Nói chung là cũng nhờ các mạnh thường quân người một ít giúp đỡ và cho bác Tám thôi. Con thì nói chung là lâu lâu có tiền cũng giúp, nhưng mà có cái là giúp phần sức thì nhiều thôi, công thì thôi, chứ thật sự con cũng khả năng của con này nói chung là cũng không có ấy, tại con đi giúp nhiều chỗ nữa không có đủ thời gian nhiều lắm. Nói hứa qua đây để cắt cái này cho bác Tám, mà bây giờ con đang giúp cái gia đình của cô kia là sửa cái nhà lại luôn, nhưng mà cũng chưa có, nói chung là chưa có đủ tiền với chưa có đủ cái thời gian nữa. Mày cứ làm á, sắn khô mới được. Bây giờ nốt sình lắm, vậy xong rồi làm. Nhưng mà cũng chưa có tiền để làm nữa. Thì cũng sẵn từ từ đi, làm cho bà không được. Bây giờ yêu cầu là cho bác cái chồng nó ngủ trước đi. Rồi, có nhiều cái hoàn cảnh đó. Giúp thì rất là đó, nhiều người giúp, còn những cái hoàn cảnh như bác Tám. Bác cười rồi, cái nó sập lên, sập xuống rồi. Đây mình hy vọng các bạn qua cái hình ảnh này giúp đỡ cho bác Tám nhiều nhiều hy vọng rồi được cùng một cái mái nhà đi. Cái mái nhà rồi thêm cái trang trải nhà cho bác Tám, thì một tháng là bác Tám sản đâu có nhiêu tiền đâu. Ở đây thì có đồ ăn, nước tươi, nước mắm, bột ngọt thì có người ta lo rồi hết trơn nè. Còn cái đồ ăn lúc ra mà chả bác Tám người ta cũng lo nữa. Mà ở đây làm cái này là phải dọn cái này, dọn đi đâu. Đi đường này té hả? Dạ, tông cái đường, tông người lên máu á. À, chóng mặt hả? Chóng mặt té hả? Ừ, cái này ta đứng hầu, ta chóng mặt hầu nè. Vậy đó. Mệt cho mình, tao dữ lắm, tao bị chích hoài luôn á. Nó nói chứ cắt cái nhà này đâu phải là chuyện dễ đâu. Nó cũng khó khăn lắm chứ. Nó có nhiều thứ tiền bạc rồi. Phải có thợ làm chứ mình đứng ra cái này tôi anh lợp lại không mày là cậu. Dạ. Đi với cái hàng ba đó. Con lợp lại nha. Chứ không có cái gì. Con lợp lại. Nó làm cái chỗ cho bánh nấu cơm được rồi. Hả là làm cái lò đó, cái đưa nó khói lên đó. Nước cả khô đi ra chắc vợ dưới nấu rồi. Rồi củ vô mẹ dưới nữa, cầm cơ trên này trống. Nếu mà không có cái trái là phải dồn vô nhà bà dơ là phải làm cái trái. Mà cái trái cho đằng dồn dưới đó. Củ đó bà cây bà làm hết trơn rồi. Mà rồi mà dục ống ngập hết trơn rồi làm được. Không gà bác Tám ở nhà không bác Tám? Hả? Không gà bác Tám ở nhà không hả? Ừ, chứ đâu có đi, cứ lâu lâu dạ bữa có đi. Có gì ăn là bác đi chợ bác rồi, mua đồ ăn. Đồ ăn. Cá hoặc cái gì đó. Ừ. Gạo. Người ta cho này cho kia. Mới mốt nuôi chó nuôi con thôi. Con với con mèo đi, thôi đừng nuôi nhiều quá Tám ơi. Con bán mà gì nuôi sao á, cho ăn sao chứ không cho lại trước. Dạ, để thôi nó lâm lá nó hết cho bệnh lắm. Ừ, cho nở sao con mà. Cái trái nó cùng dưới nuôi con đi. Thôi nuôi con thôi chứ đừng có nuôi nhiều, đợt hổm con vô thấy nhiều quá con cũng không dám vô nhà luôn á. Bán nó chơi bác Tám gì vậy nè, còn nuôi chó con, cái nữa thì lông lá đầu dơ dữ lắm, vô hít mà bệnh chết luôn á, không phải đơn giản là tại bác Tám là quen rồi nó không đến nổi, còn mình vô là hít là bệnh á. Nhà cửa nhìn nè các bạn ơi, có hổm mùng ai mới cho mùng mới hay gì bác Tám? Hổm đó với cái này nè. Vậy hả, có người vô hả? Ừ, có người gì, cho cái gì vậy thường đó. Thường con đăng lên là cũng có người ta vô đi, à. Ừ, cái gì đó đi quen với cháu hoài đó. Cho bà cho văn bản cho bà luôn đó.
nhầm người thì nói chung là người ta không có giúp thông qua con, nhưng người ta cũng lại có lòng, người ta lại nhà tới nhà là giúp luôn. Ừ. Cái giường á. Ừ, thấy rồi. Niệm nói chung là niệm đầu giường vô đây cũng chịu không nổi đâu. Đồ bạn mà bỏ chung đây chờ nào không chỗ để gạch đó. Cái nào mà bỏ thì bây giờ cứ dạ, bỏ dạ, vô bao hay gì dạ, đó. Thôi cô đã chưa giặt đó, bị cho nó nặng quá rồi bà không có giặt được. Cái đó là cái gì? Đồ gì? Ba đồ có mặt không đó mà. Đồ bạn mà để gì đó hả? Ờ nước gạch đó, ngập quá bán lớn mà không có giặt ra cái đồ đó. Rồi đồ của cái tám bằng này các bạn ơi. Cái này trong này mà bác Tám cứ đóng cửa chỗ này hầm hì á, cái niệm á bác Tám nó nằm á là nó bị ẩm thấp á, biết là nó dễ bị nhiễm trùng cái lưng mình, nó là nó lỡ lưng luôn á. Bác hộ chiếu quen rồi mẹ, đừng cho niệm hả? Bác hộ chiếu bác trước có người ta có cho niệm mà đúng không? Vậy đó hả? Cuốn lên hả? Cuốn lại á giờ hư trơn mà. Nằm chiếu hả? Đâu có ngủ chiếu không à. Đó giờ bác ngủ chiếu. Chiếu đau lưng lắm. Con ngủ quen rồi. Tại vì trong này mà nằm niệm mà không chịu ấy, nó hầm cái lưng dữ lắm, chịu không nổi đâu. Dạ dạ. Rồi. Rồi hy vọng qua clip này có nhiều người sẽ giúp đỡ cho bác Tám nha. Để sao để con gắng vận động để giúp đỡ cho bác Tám. Đây, các bạn thấy hoàn cảnh của Tám như thế này đó các bạn. Thì hy vọng mọi người xem clip đồng cảm với cuộc sống của bác Tám và giúp đỡ cho bác Tám có một cái nơi ở cho nó ổn định hơn. Cho cái giường cũng ok. Bác Tám đang gần cái giường. Quá trời cái nhà các bạn ơi, mình nhìn trắng mặt luôn. Hai chào các bạn nha, bây giờ có lẽ là mình từ giả bác Tám rồi. Mình trao cái phần gạo 20kg và phần quà của chuyện Giang cho bác Tám. Rồi mình sẽ tiếp tục qua nhà bác Sáu để trao tiếp phần quà còn lại. Bây giờ các bạn xem tiếp video nha. Giờ bác Tám ơi, khỏe nha bác Tám. Nào có ai giúp gì con đem qua tiếp cho bác Tám. Giờ các bạn, cảm ơn chị nha chị ơi. Rồi. Hai chào cả nhà nha. Bây giờ mình đã tới được nhà của bác Sáu các bạn. Bây giờ mình sẽ đem mấy phần quà của bác Sáu vô để chào cho bác Sáu xong hết cái kỳ này nha. Sáu ơi. Đang làm gì bác Sáu? Ở đây hổm gà hết ngập chưa? Có hổm thấy ngập dữ lắm nữa không? Dạ. Đây tới kỳ con gửi quà của chị Hương Giang cho mà bác Sáu. Nha. Dạ. Ý còn cái phần gạo 20kg nữa. Dạ, có chưa? Dạ có để con đem vô. Hổm gài rồi mưa ngập đợt hổm rồi có ai giúp gì bác Sáu không? Không có ai có. Nước đang đầy luôn. Ờ có người ta lại người ta cho tiền cho quà gì không? Không. Dạ hả? Có tôi nói có không nói không. Dạ dạ, để con đem gạo vô cho bác Sáu nha. Dạ dạ. Hổm giờ bác Sáu đồ khỏe không? Với chế khỏe không? Đau lưng quá con. Đau lưng hả? Đau lưng ngủ không được. Lớn tuổi hả? Ừ, 90 rồi. Dạ. Nãy con cũng mới trao gạo bên kia cho bác Tám, bên kia cũng 80 mấy tuổi. 90 rồi. Dạ, nhà bên kia thì không được vậy đâu. Bên kia thì dữ lắm. Rồi con cũng hy vọng bác Sáu với chế rồi có cái phần gạo với quà ở đây sống trang trải 3 tháng nha. Ừ. Dạ. Cảm ơn, mang ơn nhiều lắm. Dạ dạ. Hai chào mọi người nha, thì vừa qua mình đã trao phần gạo và những cái vật phẩm để nêm nếm gia vị rồi trong bếp đó các bạn, của chị Hương Giang bên Mỹ gửi hàng tháng cho bác Sáu, gia đình bác Sáu bên đây và bác Tám bên kia. Thì qua đây em cũng cảm ơn chị nha, đã có lòng giúp đỡ tận tình như thế này, mỗi tháng đều có phần quà như thế này, thì cũng rất là cảm ơn. Những cái người già như thế này, những cụ già như thế này thì nói chung là không có làm gì ra tiền hết trơn á, cuộc sống nói chung rất là vất vả, khó khăn lắm các bạn ơi, đi đứng cũng không có được thuận tiện cho lắm, rồi đau nhức
rồi thêm phần là không có tạo công ăn việc làm được, cho nên là không có đồng tiền để sinh sống đó. Nhờ được cái những cái bao gạo như thế này thì rất là quý nha. Cảm ơn chị rất là nhiều nha, chúc chị nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Thì phần tiền bố hỏm thì trao còn một đợt nữa, một tháng nữa là sẽ hết phần tiền đó, và còn một phần tiền chị gửi sau em sẽ trao thêm 4 tháng tiếp theo nữa cho chị nha, là cũng như là còn 5 tháng nữa. Đó, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trên kênh Ngân Năm TV trong những clip mới nha. Cảm ơn các mạnh thường quân đã luôn đồng hành cùng Ngân Năm TV nha. Bây giờ bye bye các bạn nha. Bác Sáu cũng khỏe nha bác Sáu ơi. Dạ con về à. Nói chán về luôn. Cảm ơn mà ơn nhiều lắm. Dạ dạ khỏe nha bác Sáu. Đang ngủ không được. Dạ.